Chúa Quảng Đạo, Quảng Trí, Quảng Kính thì là những tuổi trẻ, thì họ mong để đào tạo cho những người đó họ có cái khả năng sau này họ đứng ra hướng dẫn bên nữ. Nhưng mà thấy điều kiện khó quá, không có thể mà nó yên ổn, nhất là tạo cho em thầy quá khổ. Chính những người tu họ nói ra nói vào thì của cũng quá khổ, thay vì lần lượt nó sẽ đem lại cái sự bình an càng ngày càng tốt, và đồng thời giúp cho cô Út được tảnh trang hơn, có những giờ phút cô yên ổn, cô cũng nỗ lực cô tu để trước khi mà cô ra đi cô cũng làm chủ được sự sống chết của mình. Thầy cũng mong ước vậy, nhưng mà cứ càng ngày thì thấy thấy càng nó nhiều quá, cho nên vì vậy thì thôi bây giờ trong chúng mà không đồng ý thôi thì cho thầy về thẳng đi việc sau cái lớp học chánh kiến này, thì thôi cho nó về cho nó yên, để cho mấy con được ở lại đấy yên ổn tu tập coi vậy thôi. Nhưng mà để biết mấy con cũng có nhiều người cũng muốn viên thanh ở đây được sự đào tạo của thầy để trở thành người tu tốt sau này. Thực sự ra viên thanh nó thì nó có hai cái khả năng về trí cũng như là về nhiếp tâm vào định, thì nó có vì nó trước kia nó nhiếp tâm nó vào định tưởng, nên bây giờ chỉ chuẩn bị cho sự tu tập thì nó cũng tốt được chứ không có khó khăn gì. Nhưng cái hoàn cảnh nó quá khó, cứ mỗi ngày nó thêm chuyện, mỗi ngày nó thêm chuyện, mà nó cứ chuyện vậy thì mấy con thấy mấy con đâu có bình an được mà tu tập. Nó bình an nó không có gì thì mình yên tâm, mình nhiếp tâm, mình học tập hoặc là mình triển khai cái tri kiến mình về, mình cứ đặng hoài thì khó quá. Như là thầy thôi được không sao, tùy duyên, bây giờ mình muốn mà không được. Nhưng mà thì biết là Nguyên Thanh sẽ đứng một lớp thật, nó sẽ làm những việc đó, vì cách thức là mấy con nghe cái bài của nó đứng coi như nó làm thầy dạy người ta, chứ nó không phải chịu đó, chịu học người ta. Ở đây thì nó chịu học thầy đó, chứ còn mọi người chắc nó không học ai đâu. Cách thức của nó thầy biết, cho nên cũng giống như thầy Trung Quỷ, không khác gì hết. Đó là cái những điều mà thầy nhận xét, thì chắc mấy con cũng có một chút ít trí tuệ thì mấy con cũng nhận xét được cái hàng người này họ cứng đầu chứ không phải họ cứng đầu. Cho nên hôm nay con Mỹ con theo thầy thiết nghĩ bây giờ lớp mấy con thì mấy con yên ổn mà nó tu tập đi, nhưng gì thì sẽ giải quyết không phải sao đâu, tùy duyên chứ mà thôi. Thưa thầy, con thấy bây giờ Nguyên Thanh vậy chứ nào con dao rất có lợi, vì nó bén hai bề, mình biết chài bề nào chài cũng được thưa thầy, còn tay mình không biết chài nên mới bị đứt tay thưa thầy. Bây giờ thì thấy bây giờ nếu mà để cho Nguyên Thanh này đi tu thì mấy con thứ nhất là mấy con không yên, nó cứ đậm. Vì nhìn vào cái lối mà bên nữ đó thì nhất là lo bên nữ thôi, chứ bên nam mình thì chắc nó không có gì đâu. Dù mình không có cái cảm tình với nó lắm thì nó cũng không đến độ nào đâu. Nhưng mà bên nữ họ có đủ cách thức của họ, nó khó lắm đấy con, không phải dễ. Bởi vì nó người nữ họ khôn khéo quá, thầy việc đối với cái trí tuệ của thầy chứ phải ai chắc chúng ta bị lầm. Trước mặt thầy họ nói ngọt ngào, nhưng mà sau lưng thầy họ làm chuyện khác nữa. Ghê gớm thật, có hai mặt ghê, người phụ nữ ghê lắm, không được. Cho nên thầy chứ còn người nào lắm là chết với họ chứ không có gì, khó quá. Thôi thì tùy duyên mấy con có ý gì mà tham không? Khi mà thầy cho con hỏi, sáng có cũng có chuyên nghiệp viên hội mà thầy chuyên làm đứng dậy đây mà trình bày với chị em, thì con nghe nói một câu nói hơi là lạ, cho nên con tìm em con trình hỏi thầy con thầy giúp đỡ giùm con. Vì thầy chân thành nó nói là trong tu viện chúng ta có người á chỉ anh tị thầy, nghĩa là xem thầy tu thật hay là tu giả. Con nghe con rất là buồn, tại vì ở trong tu viện mình tu á, trong nam là có 24 vị, nữa là người xuất gia là một sĩ, cái tất của thầy á là nó gần con và sư phụ tồn và thì cho là thanh quan đi qua đi lại là thường, là mà lúc này con không có đi bên đường bên đó nữa, nhưng mà nghe thầy nói cái câu nói này con không hiểu được, vì một vị tu sĩ mà nói sai sự thật thì con không thể nào con chấp nhận được cái lời nói mà con sai sự thật. Nhưng mà là nguyên do nào mà thầy biết được người đó nhìn thầy vào bằng cái lòng ganh tị hay là để mà xem thật giả, cái này con không hiểu đâu.
chung là để thầy giải thích cho con. Vì theo con nghĩ như cái biểu tượng như thầy hoặc thầy chân thành là một cái biểu tượng. Sáng cháu bé trong cái tu viện này, chúng con hay để ý dầu một bước đi, một hành động, chứ không phải riêng là thầy dạy con lời nói đâu. Cái đi của thầy và cái nói như diễn tả thầy tụi con đều học hết. Cả thầy chân thành chúng con cũng học. Vì vì con nghe nói hồi trước khi kia con có học thầy Trương Quang dạy ở dưới Bà Địa đó, thì này có nói khi một người mà họ tu trực chứng nó chuyển đổi những cái hình tướng là đi, nó đi rất là đẹp. Thì trên cái phương diện mà cái hành động của tay chân của họ nó khác bình thường, cho nên con nhiều lúc cũng phải chú ý, chú ý là chú ý như con đứng từ bên thất con mà con nhìn thầy chân thành con kia. Thì nhiều khi thầy đứng thầy gục hoặc là thầy đứng mà như thế nào nó không để ý, nhiều khi không có ý. Nhưng mà nói không có ganh tị thì cái con nói này con thấy in là nó không chính xác lắm. À, con thì nên đúng đó. Con sợ nhất là một vị tu sĩ nói không đúng sự thật. Con đau lòng nhất là như vậy. À, nếu nói như vậy mà nó không đúng thì cũng tội nghiệp cho trong đây bao nhiêu người trong đó, nếu mà không phải là con là người khác. Thì con cũng không muốn để một cái câu nói này để cho mình đùa. Như từ khi mà hồi sáng mà tan về rồi, tự nhiên cái câu nói nó làm mang mát trong lòng con rất là buồn. Nghe thầy giải nghi. Bây giờ thầy sẽ giải nghi cho thấy cái điều đó. Bởi vì thầy trên phần thì tôi cũng chưa tới nơi tới chốn, mà thấy ai cũng nhìn mình. Nên thầy nghĩ rằng mấy người này ganh tị thầy, cứ lén lén rình cái tâm phàm phu mà. Cho nên vì vậy mà hầu hết là mấy con thấy thật sự là có người nhìn thầy cũng soi mói coi thưa thầy có tu đúng hay tu sai, thì cũng biết thầy có chưa tu chính. Cho nên thầy nghĩ cũng đúng mấy con, coi thầy có ngủ gục với không. Cho nên vì vậy mà thầy còn ở trong cái vấn đề mà thật sự thầy còn bị lặng đi ngủ không? Nhiều khi thì đứng nó ngủ không? Nên thấy thầy cúi đầu xuống thì cũng ngủ. Cho nên thầy nói mấy người này rình thầy, ganh tị sợ hơn thua gì đấy mà cứ rình sập hoài. Mà thật sự đúng là mấy con rình thì con thấy để cho mình bắt chước, chứ không có gì. Điều kiện cái nhìn của mấy con nó có khác. Nhưng mà khi mà người ta tu chưa chín sao mà thấy tới người này tới người kia cứ rình sập mình, thì mình cũng nghi ngờ trong bụng. Mấy bây giờ mới nói bộ mấy người này thấy tu thức suốt đêm rồi mấy người rình quá trời. Thì đó là một cái tâm trạng cũng còn ở trong cái dạng phòng khu. Sự thầy chân thành nói theo cái hiểu cái nghĩ của mình thôi. Nhưng sự thật là thì chúng ta thấy một cái sức mà thầy chân thành mà đi kinh hành mà suốt đêm này cũng hay lắm đó. Thật sự ra thầy cũng ca ngợi cái hay, nhưng mà nó sai. Sai cho nên thầy chỉ cái sai tại sao mình thức được như vậy mà mình nằm xuống là mình ngồi yên trước thì nó ngủ, tức là nó hết, chỉ có đi thì nó không thấy ngủ thôi. Nó đó là cái thứ hai á. Thì ít ra mình nếu mà tu được thì muốn dẫn dắt vừa cho thầy chân thành thấy cái chỗ tu, thầy cứ nghĩ là chắc ôm như vậy nó chắc chắn nó tỉnh thức như vậy, nó thanh thản vậy thì cuối cùng nó sẽ đạt được đạo. Bây giờ thì nó còn niệm mà còn này kia, cho nên thầy cố gắng thầy tập chừng nào mà thầy nằm nó ngủ chắc cái khi nó hết tam chắc là cũng sạch. Nhưng mà làm sao hết được mấy con, chỉ có đi nó mới vậy thôi, chứ cái si nó không phải vậy đâu. Cho nên vì vậy mà thầy biết cái sai, cho nên thầy nói với thầy chân thành cái sự dính mắt của thầy trước mắt, cái cửa thất của thầy mới về. Nghĩa là đầu tiên thầy nói cái thất, ý của thầy thì nói cái thất thầy cất sửa, thầy ở thì nó dính vô đó mà thầy còn bỏ thì đi, tức là thầy không dính. Nhưng mà thầy nói để cho thầy thấy dính mắt, rõ ràng là thầy phải sửa cái cửa tới cái lui, cho nên dưới. Thay vì người không dính mắt mà ta đến ở ai cho gì ở đây, không sửa gì. Mà những người sửa lại là sửa theo cái ý của mình, tức là nó dính mắt cái gì. Mà thầy nói đó, thì thầy cũng nhận thấy được cái còn dính mắt. Cho nên thầy nói 60 năm trời tu nhìn lại thì mình còn dính mắt. Cho nên cái mà sáng thầy trên thành trình là điều kiện nói hết cái tâm trạng của mình. Nghe thầy nói bên nữ họ ganh tị mà giữ nguyên thanh, thì thầy cũng nói bên nam cũng ganh tị với thầy. Có phải không? Mà bên nữ ganh tị thiệt mấy con. Chuyện thầy nói đây cái lát ấy, bắt đầu chuyện có chuyện rồi. Có chuyện rồi. Trời đất ơi, họ gom góp sao?
Cho nên thầy biết hồi sáng mà Nguyên Thanh nói vậy đó, lát nữa họ vô nói của Út là Nguyên Thanh nó viết bài nó của Út đề bài Đạt Đà. Thế bởi vậy thầy biết cái tâm niệm đó nó có những cái ly gián, cách thức nói để mình ly gián để làm cho nó bất an. Ai không biết ở trong này của Út là nắm quyền luôn. Có gì không? Có con. Thôi anh để thầy đưa ra chứ không phải lên. Không, cho nên vì vậy nó có nhiều chuyện mà thầy muốn giải quyết cho nó ổn, cho nó yên, để không vì một người thực sự ra tìm người như Nguyên Thanh để đảm bảo cũng khó có người như vậy lắm. Chẳng phải gì thầy chỉ tìm như vậy cũng khó lắm, nhưng mà mình phải nhìn chung cái lợi ích chung cho một số người đông, còn riêng nó thôi riêng cũng vậy cũng được. Hơn nữa thì lúc này nó bệnh đau cũng nên cho nó về quê nghỉ ngơi. Hơn là ở đây dưỡng bệnh thì nó cũng có cái phương pháp, nó cũng có thể điều trị cũng được, nhưng mà thôi ở đây càng có nhiều chuyện mất công thầy cực khổ không. Cho nên mấy con yên tâm, bây giờ cứ lo mình tu đi, tu được càng tốt, chứ gì đó thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho. Chứ bây giờ biết làm sao hơn, thầy đã chọn nó từ lâu rồi, chọn Nguyên Thanh từ lâu rồi, thì khuyên lên thì sức tấn lắm đó, chứ không phải dễ đâu, nhưng mà thôi. Rồi mấy con còn ký gì không? Con có ý kiến về cái chuyện Nguyên Thanh thì con có ý kiến trong đó, tại vì con nói chuyện với bạn biết Nguyên Thanh đó, con nói chuyện với bạn ra là chính là thì con cũng nói thì con liên hệ lại là lúc trước là con trình bày tất cả những bài viết Nguyên Thanh này, không phải là những trong cái lớp học này, không phải những bài viết trong những cái tập mà những này tương đương rồi, tương đương có một cái gì nó không có một cái sự thật, thì nói chưa có được gì, làm chưa được gì nói, nói cũng đặt khá là đẹp, khá là kia, không có, không biết những chuyện nó như vậy đâu. Rồi tiếp đến là vì chuyện gì đó, tiếp tới là cái đầu cái lớp học mở ra, không biết phát hiện được cái đầu thì cái bài mà tôi rất mở ra, bài quá hơn một cái nữa, nó cũng mới phát hiện. Không ai, con phát hiện lâu rồi. Dạ. Giờ mới phát hiện đây. Thầy biết con phát hiện lâu. Dạ. Giờ mới phát hiện. Con phát hiện, nhưng mà bắt đầu chính thức cái bài pháp vô thường là con mới có ý kiến là bắt đầu mới biết là mình thăng kiếp thì nó ra. Con có cái bộ sách và học bộ thông những mình thăng mới kiếp hiện này cho nó. Và đến khi mà tới cái bài quán các pháp vô đã, thì con cũng có tính là có quyết định là trích những ghi những cái gì của cái môi trường ở bên ngoài để mình đưa vô thì không biết mình làm gì nó không hay. Giờ còn không biết ba bốn ngày rồi thì sau đó mình về thì bắt đầu viết lại con lấy những câu chuyện của con đưa ra. Như vậy là cái câu chuyện mà các pháp vô thường thì con quá dở. Không bằng ra con bi. Người ta biết cách áp dụng, còn con chưa biết sử dụng. Mặc dù con biết mà con chưa biết sử dụng. Con chỉ nghĩ là mình lấy cái của mình, là cái của mình nó quá dở, mà đem vô áp dụng mình thì không nói chuyện. Tức là trong cái giai đoạn này. Như thầy những người mà liên gián bên nữ đó, thầy biết mà nếu biết thì thầy không dùng cái luật của người chia mình sẽ đến tổng sức thôi, tổng sức mấy người đó được không thầy? Được chứ sao được không con? Mình có thể biết rõ mặt ngoài hết. Làm theo luật như thầy, làm theo luật như thầy Phật thầy cũng có sẽ làm được. Rất tội đó. Nếu mà tổng sức ra thì mình phải hợp chúng rồi mình mới, hoặc là người đó có thể cho chúng biết để sám hối trước chúng để người đó nhẹ tội bớt, chứ không con thấy những người đó là tội nặng đó, rất nặng đó chứ. Yeah. Anh em con thấy mỗi lần mà có lúc đó là thầy đức Phật đó là ông Phật đâu có đổi ông sai, sao lại phá ra một quyền ly chứ thầy hôm đó thầy cũng không gần như vậy chúng không biết không có đổi mà Phật sai để phạm thầy lỡ đổi. Nhưng mà thầy muốn nói á, trong một cái đêm cái người mà phạm giới đó, Đức Phật ông A Nan nhắc bây giờ tới nửa đêm rồi sao Phật không chịu thiết ra. Rồi cuối cùng mỗi sách cái ông mà phạm giới biểu một lãi là sám hối là mới được. Dạ, cũng muốn người đã sám hối trước chúng thầy. Sám hối trước chúng để chúng biết thì thầy nó đỡ nhẹ tội bớt. À, thầy rất thương, tại vì mà nếu mà khi mà biết được thì
nó khó lắm, nó khó mà có thể nói là, mà dù bây giờ có sám hối rồi, nhưng mà cái trí nó vẫn còn tội. Nên thì cũng cố gắng để khắc phục những cái người đó để cho họ sửa. Bởi vì bữa hôm nay đó, không phải là thầy cái mục đích mà thầy giải thể cái lớp, nhưng mà thầy có cái cương quyết để làm cho họ sám hối đó. Thì nó mạnh mẽ, cũng giải thể cho cái lớp nữ này nó đi hết, để cho họ ta bỏ cái tật của họ. Chứ mà họ ngồi trước mặt thầy, người nào thầy cũng biết hết, không có người nào mà thầy cũng biết. Nhưng mà thầy muốn cho họ sám hối, cho nên vì vậy đó, vừa rồi mà thầy đọc một cái bài thơ của một người đó viết Phật sách đến xin sám hối thầy. Nhưng chưa hẳn, mấy con biết họ nói gì chứ chưa hẳn đâu. Người nữ ghê gớm lắm mấy con. Hắn nói rằng họ nói một điều chứ họ làm một ngã, phải vậy. Cho nên để coi chúng tôi thật sự có sám hối, có sự nó có chấm dứt hay không. Nhưng mà họ đã viết cho thầy một bức thơ, xin đó là mới một người, nó còn một, nhiều người chứ đâu phải một người mấy con. Nhiều người đó thầy. Ờ, chứ không phải một người. Nó là một người đó. Cho nên trong cái sự mà trong cái tu viện mà nếu mà không có đủ cái sức hiểu nhất thì mình sẽ làm đạt. Không bao giờ mà cái cũ của nó thầy cho thầy biết cái người đó đâu. Nghe cho nó khó lắm chứ không phải dễ đâu, nhưng mà thầy đủ sức hiểu. Cho nên mới có một người vừa rồi thì cái người đó đưa cho thầy cái tập vở trong đó ghi cái lời sám hối, xin thầy thế này thế cả. Được rồi thì biết sám hối gì cũng tốt rồi, nhưng mà còn hai bốn những người khác nữa chứ đâu phải một người đâu, để cho họ coi được. Nếu sám hối thì có lúc nữa còn, nhưng mà nếu không sám hối thì phải giờ. Mà thầy tin rằng họ chỉ ganh ghét Nguyên Thanh mà thôi. Khi Nguyên Thanh đi rồi thì chắc cũng không có gì đâu, họ sẽ bình an. Nhưng mà sợ chắc là những người đó thì thương tới. Cái tâm như vậy thì như vậy. Nghĩa là mình biết xả thì mình mới tới, mình không biết xả thì không bao giờ tới. Nên mấy con đi Nam thì mấy con yên tâm. Những gì mà như kinh niệm hoặc là như thanh quan mà nói, đều là thầy nhắc nhở mấy con thôi. Mình cố gắng xả ra, mình cũng tìm học, đừng có dạy những cái điều kiện. Thầy biết, coi khi mà con cầm cái cuốn Phật học phổ thông, con dạy đưa thầy, thầy biết rất rõ, thầy biết hơn con nữa. Con tưởng là thầy không biết, cho nên con mới đem cuốn Phật học phổ thông đến trang cho thầy. Thầy đã biết từng cái tâm niệm từ đó, từ trước nữa chứ không mới đây. Con biết, thầy biết rõ con ở chỗ nào. Bởi vì thầy làm thầy mà thầy biết ra được từ cái tâm niệm đó. Còn thanh quan thì sám hối cũng có nhiều lần nói với thầy, nhưng mà sự thật ra cái xả hay không thầy cũng biết, thế nào bạn biết. Khi mà ta xả ta cởi mở lắm, không bao giờ người ta còn đi muốn cái gì nữa. Từ cái sai của người khác có thầy chữa, chưa hẳn mà thầy để như vậy đâu. Các con khỏi cần nói, thầy đều nắm biết cái đúng cái sai của mọi người. Nhưng mà thầy biết mấy con nói xả với sự thật mấy con không có xả.